Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Ngọc. Sáng hôm nay là sáng thứ bảy và nhà Ngọc không có đi ra ngoài mua đồ ăn mà order trên GrabFood để mà tài xế đem đồ ăn cho mình. Thì nhà Ngọc đã order hai tô mì tôm jumbo rất là to luôn. Mọi người nhìn nè, con tôm rất là to, người ta phải chẻ ra làm hai á. Đây là tô mì tôm với đuôi heo hầm. Và tô này là mì tôm với lại sườn, mọi người, sườn hầm mềm có gân gân á. Và không biết thì sáng nay mọi người ăn đa món gì ha? Và đây là người ta cho mình một cái túi nước dùng riêng nè. Và Ngọc sẽ bỏ ra để mà cho vào tô. Ngọc thấy Việt Nam có một số chỗ là không có cho ăn tại bàn mà đem về đó mọi người. Một số nơi cũng giãn cách lắm. Thì không biết là ở đây á, những bạn nào mà xem video của Ngọc á, thì comment cho Ngọc biết là chỗ các bạn có bị giãn cách không nha. Nếu như mà bị giãn cách á, thì mọi người một là mua mang về, nhưng mà nhớ mang khẩu trang cẩn thận nha. Hai là nấu ở nhà ăn thì cũng rất là tiện, nhưng mà có điều là các bạn phải dậy sớm để nấu á. Cho mọi người coi nè, ở đây á, người ta không có dùng cọng dây thun như bên Việt Nam mình, mà những cái bịch bột á, là người ta đã xỏ sẵn cái cọng dây này nè. Ngọc thấy cái cọng dây thì này nó cũng giản giản như dây thun thôi, nhưng mà nó chắc hơn và nó giống như kiểu bằng nhựa vậy đó. Thì cái bịch nào cũng vậy, bịch nhỏ, bịch lớn gì người ta cũng đã xỏ sẵn cái cọng này rồi. Khi mà bạn mua thì đã có rồi, và người ta buộc như vậy thôi, nhưng không có dùng dây thun như mình nha. Mới đầu Ngọc thấy cũng lạ, nhưng mà từ từ thì Ngọc cũng quen, cũng biết buộc nữa. Chế vào. Nhìn vậy thôi chứ nó chắc lắm luôn á mọi người, mở không có ra luôn á. Người ta siết có một lần thôi mà nó chắc vậy nè. Trời ơi, cuối cùng thì cũng mở được rồi. Siết một vòng là quá chặt luôn á. Đây. Cho mình một cái bịch ớt tươi nè, đó, cái bịch nhỏ xíu vậy nè, thì nó cũng làm cái cọng dây này nữa. Ngọc sẽ cắt cho nhanh. Và cái bịch này là, cái này là bột ớt nha mọi người. Sau đó thì Ngọc sẽ cho xíu nước mắm vào để chấm nha. Hai, xin chào mọi người. Mời mọi người ăn sáng với nhà Ngọc nha. Ở đây mọi người, tất cả những loại mì tôm á, thì là những loại mì truyền thống của Singapore. Người ta nấu rất là nhiều kiểu nước súp khác nhau ở những cái quán khác nhau, nhưng nói chung là món mì tôm nào cũng ngon và lạ hết. Món mì tôm mà Ngọc hay giới thiệu cho mọi người trước đây á, là ở trong cái quán ăn Toastbox á, là cũng là một trong những món mì truyền thống, nhưng mà ở đó thì người ta nấu cái nước súp nó sẽ khác cái loại này một chút xíu. Và con tôm người ta sẽ nấu con tôm nhỏ hơn, gọi là con tép đó mọi người, nấu với lại cá phi lê với thịt
thịt nạc, thịt heo á. Còn cái loại này á là người ta nấu nguyên một con tôm to với lại xương hầm. Mọi người thấy không? Lột cái vỏ này nè, quá trời bự luôn. Loại mì ở đây thì người ta sẽ nấu với lại rau muống nha. Nhưng mà có vài cọng thôi mọi người, không có nhiều rau. Con này mọi người siêu bự luôn. Của mỗi tô này Ngọc mua là một tô là 10 đồng 15 đồng 90 à 16 đô là tầm khoảng 280.000 các bạn. Ngọc mua hai tô là 560. Nhưng mà lâu rồi nhà Ngọc mới order cái món này lại á, chứ bình thường là ăn cái mì tôm của quán kia không à. Đây là sườn nè mọi người, người ta hầm rất là mềm luôn. Nếu như mà mọi người á, đi qua đây du lịch nè mà mọi người không biết ăn cái gì hoặc đói bụng khuya á, hoặc là ban ngày chẳng hạn, thì mọi người có thể mở cái ứng dụng GrabFood lên để mà mình order đồ ăn nha. Thì tài xế sẽ đem lên tận phòng khách sạn cho bạn luôn, chứ bạn không cần phải là xuống lấy luôn nữa, rất là tiện. Thì hy vọng là những cái món mà Ngọc chia sẻ với mọi người thì mọi người sẽ nhớ, và để mà khi nào có cơ hội thì mọi người muốn ăn á thì mọi người cứ mở Grab ra rồi order thôi, rất là dễ. Vì khi mà các bạn tới quán á, ở một nước lạ chẳng hạn, Ngọc cũng vậy thôi, thì bản thân mình á, mình nhìn như cái menu mình không biết cái món nào mình có thể ăn được, tại vì mình không biết cái vị nó ra sao. Thì cho nên là Ngọc mới chia sẻ cho mọi người một số món ở đây vậy nè, phổ biến để mà mọi người có thể order, mọi người ăn được, cái vị nó cũng sẽ gần giống với cái vị Việt Nam mình chứ không có khó ăn. Order Grab cho lẹ, để tí nữa Ngọc đi siêu thị Ngọc mua một số thứ với lại mua phân bón về, tí nữa Ngọc trồng mấy cái cây của Ngọc á.
heo cũng ngon lắm mọi người. Nhưng mà bạn nào mà nhiều cholesterol quá đừng ăn đuôi heo nha, tại vì nó thấy nó có mỡ á. Quên chia sẻ với mọi người một điều nữa, đó là khi mà các bạn order Grab Food ở đây á, nó sẽ khác Việt Nam chút xíu là ở Việt Nam á, các bạn order thì khi nào mà tài xế giao đồ ăn cho bạn á, thì bạn mới trả tiền mặt đúng không? Còn ở Singapore thì tất cả những cái order của bạn đều phải được trả tiền trước rồi thì tài xế người ta mới đi mua cho bạn và đem tới cho bạn. Có nghĩa là khi mà bạn order trên cái ứng dụng Grab thì bạn phải có thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng á. Bạn qua đây du lịch á thì bạn cũng có thể add cái thẻ Visa của mình vô để mà bạn thanh toán. Thì cái order của bạn á, sau khi mà thanh toán xong á thì tài xế mới đi pick up đồ ăn cho bạn nha. Chứ nếu như mà bạn không có thẻ thì bạn không có mua đồ được trên Grab đâu nha. Cái đó không phải làm khó khách hàng. Mặt thứ nhất á, Singapore là một đất nước hiện đại thì ở đây đa số người dân đều biết xài thẻ ngân hàng và họ ra đường thì xài rất ít tiền mặt, hoặc có xài tiền mặt đi nữa thì xài những cái tờ lẻ lẻ 2 đô, 1 xu nè, rồi 5, 10 đô hoặc là cùng lắm là 50 đô thôi, chứ người ta không có xài quá nhiều tiền mặt như mình. Cái thứ hai là đó cũng là một cái điều rất là Ngọc thấy là công bằng cho tài xế. Tại vì Ngọc đọc được một số tin trên mấy trang báo á, thì Ngọc thấy là tội nghiệp tài xế lắm mọi người. Nhiều khi mà đem đồ ăn tới rồi gọi cho khách hàng không có lấy, thì lúc đó là tài xế bị bơm hàng, xong rồi là nhiều khi người ta không có tiền mà người ta phải mua bỏ tiền ra mua một cái số đồ ăn nhiều như vậy á, thì rất là tội nghiệp cho người ta. Cho nên là ở đây là không bao giờ có trường hợp đó nha. Đồ ăn bạn mua là bạn phải thanh toán tiền rồi thì người ta mới đi lấy cho bạn. Ăn cái tô này á, là Ngọc thấy là trưa nay là không cần ăn luôn, tại vì nó quá nhiều và quá no. Và khi mà bạn mở cái ứng dụng Grab ở Singapore ra, bạn là khách du lịch đó, thì nhớ là một là bạn phải có mạng 4G, bạn mua ở sân bay hoặc là mua ở những cửa hàng 7-Eleven á. Nếu mà bạn không có cái đó thì bạn cũng có thể sử dụng wifi của hotel cũng được nha. Nhớ là login vào rồi bạn có thể hỏi hướng dẫn viên của bạn á, mật khẩu là bao nhiêu để mà mình có thể có mạng để mà xài nha, có wifi để xài. Thì khi đó thì bạn sẽ order Grab dễ dàng, cũng như là order một số ứng dụng khác. Chứ nếu như mà không có thì sẽ không order được. Nó không có quét được cái khu vực mà quán ăn bạn tìm, hoặc là nó không có tìm được tài xế cho bạn á, vì tất cả mọi thứ đều phải qua quét mã
hết mà. Phải có mạng mới được nha. Sáng của Ngọc tới đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Sáng nay mọi người ăn gì thì nhớ comment bên dưới cho Ngọc biết với nha. Hy vọng gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Đừng quên subscribe đăng ký kênh của Ngọc để mà tiếp tục theo dõi những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Bye bye.